Xin chào tất cả các bạn, bọn mình là Game On Esports. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tony, hiện tại mình đang chơi ở vị trí Inchi Flagger của team. Xin chào các bạn, mình là Neo Team, mình đang đảm nhiệm vị trí Long Nhà Rư Bắc. Còn mình là PK, hiện tại mình đang là Indian Leader của Game On. Mình đến Game On thì rất là tình cờ, thì mình cũng xác định là đáng nghĩa là mình nghỉ game ấy, nhưng mà lúc nghĩ với cả anh quản lý bên Game On thì có inbox mình là tin tưởng mình, giao cho mình vị trí Indian Leader nên mình vô Game On ạ. Còn mình thì cũng như mình chia sẻ đợt ở trên phỏng vấn ở bên 500 Bros thì tình cờ thì Go nhắn tin cho mình, Go kêu câu bảo là Tony vào cứu bạn, cho nên là mình đã lập Game hôm để cứu bạn mình. Về hai thành viên thì PK thì cũng là một in-game leader khá chất lượng ở Việt Nam mình và thi đấu cũng rất là nhiều giải rồi, nên việc PK về để mọi người có sự lòng tin với cái phay hai này để vô địch là rất là lớn, nên mọi người đã tuyển chọn PK. Còn Tony thì đã thể hiện qua cái phay một qua vòng loại như Game X thì Tony đã thể hiện với một xuất sắc là MVP của vòng Contender, nên và sau khi về AC thì Tony vẫn thể hiện rất là nhiều khả năng về Inchi Flagger và team cũng đang cần một Inchi để tốt cho team, nên quyết định là chọn Tony. Theo mình mà nghĩ là team mình hiện tại thì vẫn chưa đạt 100% phong độ. Tại mình kiểu mình nghỉ game lâu á, nên là hiện tại mình vẫn chưa lấy lại sen chuột, nên là các team cũng theo team vẫn còn hơi đuối. Team mình thì nói chung là mọi người mặc dù thọt ở ngày thi đấu thứ hai nhưng mà mọi người vẫn có tinh thần rất là tốt, nên là mình nghĩ những ngày thi đấu tiếp theo team mình sẽ bứt phá. Thưa anh thì tình huống 3 với team 37 lúc đấy thì em cảm thấy khá là tự tin ạ, tại vì trước những pha clutch như thế thì kiểu em có một, hiện tại thì ở trong tình huống này em đã có một gốc cây, còn lại các thành viên của 37 hiện tại không có một backup gì hết, cho nên là em khá tự tin để clutch 3 thành viên đó. Ở trong Super C Cup em có clutch 1v3 với thành viên của team Buriam, nhà vô địch của Thái Lan. Mình cảm thấy các team ở phòng final mùa này thì những team mới lên đó, họ có kỹ năng và trình độ khá là đồng đều nhau, khác với những team lớn là họ thường có những ngôi sao để gánh team, nhưng mà những team nhỏ lại thường bắn rất tự tin và kỹ năng của họ cũng khá ok. Về câu nói của anh Di Lèo là PC chỉ cần xếp chơi game home mà, đó là một câu nói rất là hàng của một player đã đạt nhiều kinh nghiệm trên đấu trường trong nước và quốc tế. Theo em, đi Leo nói team em top 16 thì em cảm thấy khá bình thường ạ, vì team em top 16 và DC top 15 thì hai team cũng trang trên nhau à, mà mới lại mới bán 10 trận à, cho nên chưa nói được gì hết, còn 30 trận còn lại nữa, cho nên em tin là câu nói không thành sự thật. Mục tiêu của Game Home trong hai vòng cuối cùng chắc chắn là một vị trí trong top 3 Việt Nam và có vé đi tham dự vòng APAC để cho các fan hiểu là bọn mình ra quốc tế cũng sẽ có thành tích. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những ngày thi đấu tiếp theo ở mùa PBS Summer 2020. Các bạn hãy đón xem và cổ vũ cho team Game Home và các team Việt Nam tại Nono Live và PUBG Việt Nam Official. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.